We Mac Brother xin chào các bạn. Hôm nay We Mac Brother sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nước chanh. Nguyên liệu là mình sẽ cần 1 ly nước lọc. Cái thứ hai là mình sẽ cần chanh. Cái thứ ba là mình cần đá. Nếu các bạn không thích uống đá thì các bạn bỏ vẫn được, không bỏ vẫn được. Nguyên liệu thứ tư là mình cần mật. Tới cái thứ hai mình vắt chanh vô đó. Nhưng mà các bạn nhớ là phải bỏ nguyên một trái chanh vô luôn cho nó tốt nha. Bỏ đi xong rồi bước thứ tư mình sẽ bỏ mật ong vô. Và bước thứ năm mình sẽ quậy lên. Quậy lên. Cẩn thận lên nè. Anh hai lấy cái muỗng nhỏ để quậy. Quậy lên. Bước thứ năm mình bỏ đá vô. Lên. Nước thưa cho anh hai bỏ. Mất cầm tay luôn đi. Cái này dễ lắm á. Mất cầm tay. Không biết ông tạm ta hả? Đây nè đó. Win Mac Brother xin chào. Win Mac Brother xin chào các bạn. Nhớ là bấm subscribe và like để ủng hộ cái Win Mac Brother. Với lại các bạn có làm nước chanh ngon không? Hãy bỏ bình luận ở dưới comment. Bye bye, Mac Brother.